anh chứ chỉ là dùng vào cho công ty bên vào xin đông. Em chỉ muốn đến cấp vui cho đời, họ nghĩ là em đang chờ tiền công. Em đã từng ở từ hoàng kim, thật xảy cảnh biết cùng đèn kim. Giờ nhìn lại thì em có gì không một ai biết, không người hàng quý.